Rồi ok anh em, em chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là thứ bảy ngày 23 tháng 3, thì em cũng lên bắt chim bên trại em còn cho anh em coi ha. Thì đầu tiên em lên bài bé khuyên anh em, đây là con khuyên đầu tiên ha. Đây là một bé khuyên bổi nha anh em, bổi mà em nuôi được 4-5 tháng anh em. Phần đá tay nó dạng như chim con anh em. Đó, con này lên cám liếu mầm nha anh em, họa rất là dày, mặt rất là đẹp luôn. Này nó dáng dốc ha, rất là dạng nha mấy anh. Ngót này liếu giọng rất là gắt luôn nha anh em, liếu giọng rất là gắt nha. Phần tai như là chim con nha anh em. Mình cứ mở ra thoải mái ha, mở ra để tay vô cũng không sao hết nha, nó cũng có bay không có gì hết nha. Đó, chim nó tập rất là dạng rồi anh em. Nói chung là từ một con bổi mà anh em tập để được như vậy nó rất là cũng khá thời gian, rất là lâu, rất là tốn công sức nha anh em. Nên là mình muốn chơi đá tay hoặc là mình muốn chơi để bàn anh em cứ bắt những con này chơi nha anh em. Nó giá nó sẽ cao hơn những con kia một xíu, nhưng mà cái nào cũng có cái giá của nó anh em. Đầu tiên là lên con khuyên cho anh em coi ha. Đó, thì em được hai con em đều như vậy hết nha anh em. Con kia thì sờ gãi đẹp được luôn nha. Nó một con em bán là 500.000 nha anh em, chỉ có hai con thôi. Nó nên nào chốt thì nhắn cho em ha. Đó, con này con đầu tiên nha anh em, rất là dạng nha anh. Rồi ok anh em, rồi ok anh, này là con thứ hai nha anh. Đó, con này cũng thuần sờ gãi được luôn nha anh em. Em nhìn nè, bẻ tay vô nè, thấy không, nó rất là dạng luôn nha anh em. Con này giọng rất là gắt nha anh em, nó rất là đẹp luôn. Chim thuần như chim con nha anh. Anh em nào mình chơi đế vàng đó, chơi đế vàng chơi mấy con này hết bài nha. Cám rồi em tập cứng nhắc cho anh em hết rồi, về khỏi lo. Đang ăn cám dưỡng nhưng mà mấy anh muốn liếu về nhà cứ lên cám là liếu thôi mấy anh. Rồi ok anh em nào chốt con nào nhắn cho em nha, chỉ có hai con thôi nha mấy anh. Đó, 500 một con nha anh em. Rồi ok mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì lên giúp cho mấy anh một bộ khuyên con nha. Con này cũng 3 mùa mấy anh. Đó, 3 mùa nha. Liếu vàng cứng nha anh em, liếu vàng rất là tốt nha. Nó có cái là lông còn hơi xấu anh em. Đó, tại vì chủ cũ không có chăm lông anh em, về đây em chăm lông nha. Lông còn hơi xấu nhưng mà liếu vàng rất là tốt nha anh em. Chim hiện đang thứ tướng không nha anh em, em đang dưỡng nó lại, chăm lông cho nó mấy bữa anh em. Chim rất là đẹp nha, đá tai rất là dữ anh em ha. Liếu vàng đuôi nhá đuôi nha anh em, đuôi có nhá nha mấy anh. Nó con này anh em nào mình thích thì cứ nhắn cho em ha. Đó, sẽ báo giá cho anh em luôn nha. Đó, khuyên con nha nè. Con này con này, chủ cũ nó là có vài thành tích rồi nha nè. Thành tích nhỏ là có vài thành tích nhỏ rồi nha mấy. Đó, rất là dạng anh em. Anh em mà mình chỉ thích chơi chim con đá tay rồi bắt con này chơi nha nè. Rồi ok nè. Mấy anh thì hàng cam em mới vừa về luôn nha. Nó thì cũng mới vừa ra lòng xong ha. Nó em về được 7 thùng ha, 7 thùng hàng cam than với lửa nha anh em. Thì đó, đây để em quay sơ cho anh em coi ha. Nói mới vừa ra chim xong anh em. Hàng đợt này rất là ok luôn nha anh em. Chim mái được 4-5 con á mấy anh. Chờ thang mái được 4-5 con ha. Anh nào mình kiếm chờ thang mái thì cứ nhắn cho em ha. Đó, rồi ok anh em. Thì bên đây nó này nha. Rồi, ok mấy anh. Thì để em quay sơ được coi cho anh em coi. Hàng chờ thang cam thì em bán 200 một con nha anh em. Chờ thang nha, hàng cam nha, 200k một con nha mấy anh. Rồi ok mấy anh. Đó, để chút xíu nữa nó khô em quay cho anh em coi ha. Rồi ok mấy anh, thì đây em quay sơ cho anh em coi ha. Có rất là nhiều con đẹp luôn anh em. Đó, cái này em bán 200 một con nha. Đó, ok anh em ha. Hàng mới về hết nha mấy anh. Thì để em quay zoom ra xa cho anh em coi ha. Anh em mình thích con nào thì nó có cái số em ghi trên đó đó, thì anh em cứ nhắn cho em ha, rồi em sẽ bắt gửi cho anh em nha. Hút rất là nhiều nha anh em. Đó, có 47 hút đó anh em. Đó, số 47 nha mấy anh. Hút rất là nhiều luôn ha. 48 rất là đẹp nè. 49 nó khè liên tục luôn nè. Khè giật đuôi nha mấy anh. Đợt này chim mặt rất là đẹp anh em, thì em có lựa ra được một số con tỉ mấy anh. Thì anh em là mình cần thì cứ nhắn cho em ha.
bên đây nữa nè mấy anh. Số 40 cũng rất là đẹp nè, rất là dữ ha. Đó, đợt này thì chim được khá là nhiều nè. Về đợt này gần 7 mấy 80 con nè. Nó thì chim rất là nhiều luôn, nên anh em mình ngồi qua lựa thoải mái nha anh em. Chim đợt này thì tương đối là mập mạp, đẹp nha anh em. Nó hàng rất là nhiều, anh em cứ qua chọn lựa thoải mái. Đây nè, con này rất là đẹp nè. Nó nhảy dịch đuôi rất là cao nha mấy anh. Những anh nào mà thích đánh đuôi cao thì bắt con 36 này ha. Đánh đuôi rất là cao, rất là đẹp nè. Nó đánh đuôi rất là cao anh em ha. Rồi, để em đi lên đây, cho đây xíu cho mấy anh coi ha. Đó anh em. À quên anh em, thì kỳ này em về cũng được một số con mái nha anh em. Hình như 4 con hay sao mấy anh. 4 con mái, thì mái em bán cũng đồng giá luôn nha anh em, 200.000 một con nha anh em. Thì lúc này mái nó rất là ít lắm anh. Phần lớn thợ người ta không có chịu đánh mái nè, mái nó để cho sinh sản lắm anh. Nó anh em mà mình cần chim để ghép đẻ thì mình bắt về mình ghép, mình tập cám xong mình ghép từ từ nha anh em. Ở đây rất là nhiều luôn anh. Đó, chim thì mẫu mã mới về hết ha. Nó còn chưa tỉnh lắm anh. Chúc mừng em sẽ bắt dế cho tụi nó ăn nha anh em. Để em đi qua phía này cho anh em ha. Rất là nhiều luôn nha. Con này dáng rất là đẹp nè, hàng chính nè mấy. Nó hàng chính dáng rất là đẹp nha. Rồi ok anh em. Đó, rồi để em đi qua đây cho anh em coi ha. Nó bên đây vẫn còn nha mấy. Bên đây vẫn còn nha. Hàng thì hàng than thì lúc nào bên em cũng bao la hết anh em, nên anh em cứ qua chọn lựa thoải mái ha. Và than nha anh em, lúc nào rất là nhiều luôn. Rồi ok mấy anh, thì đây em cũng có mấy con hàng lọt bị lỗi anh em. Chim nó về mà nó bị lỗi cái móng lắm nha. Nó bị dãnh móng vậy đó anh em. Móng bi nó bị dãnh đó anh em. Đó, đúng không? Đó, thì những con này nó bị dãnh móng bi hết nha anh em. Đó, những con này lại bán 100.000 con nha anh em. Anh em bắt về thả vi hoặc là mình chơi trong cái vi lớn á. Mấy con này hoặc là anh em nuôi hót, nghe chơi ở nhà cũng không sao hết nha anh em. Nó cũng không có ăn nhầm gì hết á. Tại vì cũng ăn rất khó thì ra bắt ra để riêng ra thôi. Nó mấy con này bán 100.000 con nha anh em. Chim bị lỗi móng ha. Đó. Rồi ok mấy anh, thì cái này là chừa than bỏ nha. Đó, chúng mình sẽ quay những cái con chừa than lựa ra để ngoài kia em đang tắm cho nó khô, rồi em sẽ quay cho anh em coi ha. Con số 17 này rất là xinh đuôi đuôi nè anh em. Đó. Mình phải đuôi nó nhấp liên tục luôn ha. Những con này cái tỷ lệ mà nó xòe cao nha em. Nó rất là xinh đánh đuôi ha. Con số 17 nha mấy anh. Rồi ok anh em, thì lên cho anh em một bộ mi ha. Mi mùa nha mấy anh. Thì con này nó bị lỗi cái móng. Nó bị lỗi một móng nha mấy anh. Móng nó bị không có gông cầu nè. Bị dãnh một móng ha. Thì con này chim mùa nha anh em. Hót rất là nhiều ở đây, hót rất là nhiều nha anh em. Nó thấy không, rất là nhiều nha. Đó, con này em bán 1.500.000 nha anh em, chưa không 1.500.000 nha anh em. Đó, mi mùa nha anh em. Đó, này thấy không, rất là nhiều nha. Rồi ok anh em, anh em nào chốt con này thì nhắn cho em ha. 1.500.000 nha anh em. Chim bị lỗi một móng. Đó, ok anh em nào chơi ở nhà thì nhắn cho em, bắt này về nuôi nghe hót nha. Ok mấy anh, thấy đây em còn một em lửa đuôi 20.2 nha anh em. Đuôi 20.2 chân đen nha mấy anh. Đó, thì em còn một con này nha anh em. Con này em bán cho anh em 800 luôn nha anh em. 800.000 nha. Còn có con lửa đuôi dài duy nhất luôn nè. Đuôi 20.2, con này thì hơi nhát nha anh em. Hôm nay cũng khỏe rồi đó anh em. Ăn sâu dế khỏe rồi nè. Chim không có tật lỗi gì hết nha anh em. Mấy này em thấy nó hơi yếu nên em dám bán anh em. Có mấy anh hỏi mà em không có dám bán, tại thấy nó hơi yếu, cái này nó khỏe rồi nè anh em. Ăn uống là khỏe hết rồi nha, đuôi 20.2 nha. Rồi 800.000 luôn nha anh em, 800.000 nha. Rồi ok anh em. Rồi ok anh em, thì đây em cũng còn ít lửa bỏ nha anh em. Lửa đuôi dưới 18 nha.
nó thì nó cũng mắc cám sơ sơ rồi anh em. Nó thì mấy con này bán là 230 con nha anh em, thì còn mấy con thôi, chứ lại mấy con để trong nhà mấy anh. Móc cám sơ sơ nha anh em, anh em về tập thêm ha. Chỉ còn mấy con thôi mấy anh. Đây nữa nè anh em. Rồi ok anh em, là chốt cái nhắn cho em ha. Anh em kiếm lửa bổi thì cứ nhắn em lựa cho anh em ha. Đó, lửa bổi là 230 con nha anh em. Đó, ok anh em. Rồi ok anh em, thì bây giờ bắt đầu quay cho anh em coi ha. Đó, đây là cái dàn than tủy của em nè anh em. Đó, nguyên vàng nha anh em. Rồi ok, thì bây giờ bắt đầu quay cho anh em coi ha. Đang cổng số 1 anh em. Đó, dáng rất là đẹp anh em ha. Dáng cao cầu cũng lông đẹp cực kỳ luôn em. Đó, cái này thì em bán 400 ngàn một con nha anh em. 400 ngàn một con nha, em nhìn chim nó đẹp nè. Nó đuôi giật liên tục luôn em, mỏng lông cao cầu nha, chim rất là to đẹp luôn em. Con số 1 rất là đẹp ha. Rồi tiếp tục con số 2 nha. Đó, những con này là đảm bảo anh em mà chim rất rất là đẹp nha. Đây con số 2 anh em, dáng cao ghê không anh em. À con này là đuôi như là đuôi 10 anh em. Nãy bắt ra em có đo, nhưng là đuôi nó đuôi 10 nha anh em. Chim dài dọc cao, anh em chưa hót bắt cái này hết bài nha. Con số 2 nha anh em. Rồi con số 3 nè. Anh em nào mình muốn chơi những con ngực vai to thì bắt cái này nha. Con số 3 nha. Ngực vai rất là to nha anh em. Đó anh em thấy không. Chim mới về mà ăn sâu dế đâu khỏe hết anh nha anh em. Con số 3 nha mấy anh. Rồi tiếp tục con số 4 luôn nha. Con này ngực vai rất là to, mặt dữ nè anh em. Ngực vai đô một đống luôn nè, ngực vai rất là to luôn ha. Rồi con này con số 4 nha mấy anh. Nào bắt này nhắn cho em ha. Đó, rồi tiếp tục anh em con số 5 anh em. Em lo đẹp xíu, tại nó hơi xa đây nè. Đây con này con số 5 nha mấy anh. Dáng rất là đẹp anh em ha. Mặt dữ cực kỳ luôn nha anh em. Con này tương đối mỏng lông anh em. Đó nên mình nó dài nè. Rất là cao cầu, rất là đẹp anh em ha. Này con số 5 nha anh em. Này con số 5 nha. Rồi tiếp tục con số 6 luôn anh em. Con này ngực vai nha anh em, ngực vai to. Mặt dữ. Một chim rất là lực anh em ha. Con này con số 6 nha. Rồi con số 7 luôn anh. Đây con số 7 nha anh em. Chim rất là cao cầu nha anh em. Mấy con này bắt vào tay rất là to nha anh em. Rồi con này con số 7 nha mấy anh. Tục con số 8 nè anh em. Con này mẫu hót nha anh em, mỏng lông cao cầu dài đòn ha. Bộ rất là to luôn nha, cầm vào tay rất là to nha. Con số 8 nha anh em. Rất là mỏng lông luôn. Rồi, tiếp tục anh em, con số 9 luôn nha. Đây, con này rất là đẹp nè anh em. Đầu xài yếm sâu anh em. Mặt rất là nét nha. Chim lông mới luôn nha anh em. Đó, chim rất là đẹp anh em ha. Rồi, con này con số 9 nha mấy anh. Đó, thì 9 con này em bán đồng giá 400 ngàn một con nha anh em. 400 ngàn một con nha. Chim bộ rất là ok luôn anh em. Anh em chơi hót chơi đá gì cứ qua lựa thoải mái nha anh em. Đó, ok, ở đây em còn hai con mái nè. Hai con mái dưới nhà con em chưa bắt ra nữa nè. Là ba con mái ha. Mái thì em bán là 200 ngàn một con nha anh em. Đồng giá mái 200 ngàn một con nha. Ở đây có những con mái rất là đẹp nè anh em. Đó, anh em cứ lựa chọn thoải mái ha. Mái thì 200 ngàn một con nha anh em. Rồi ok mấy anh. Thì để em anh vô nhà em quay máy cho anh em coi ha. Thì máy anh em thích con nào thì bắt đó thôi. Đây
má nha em, hai con nằm giá nha em, đó 200.000 một con nha. Rồi, ok anh em, thì em lên cho anh em một con thang mùa anh em, rất rất là đẹp luôn. Chim một mùa anh em, đuôi đánh cao rất là đẹp nha. Con này là con mép vàng lên nha anh em. Con này là mép vàng lên. Đó anh em nhìn đuôi đánh nè. Nhìn rất rất là đẹp nha anh em. Dáng đồ thì đẹp luôn, ở đây nó hóc la dai rồi anh em. À, anh chủ cũ của nó bán nó lúc nó bị tụt lửa anh em. Vậy đây em nuôi lại thì hôm nay nó cũng lên lửa là từ từ rồi anh em. Bộ gà che cánh xệ rất là đẹp anh em ha. Cánh đuôi cao cực kỳ luôn. Đó, anh em là một lần thích cái bộ mà gà tre cánh xệ đuôi cao gì thì nhắn cho em ha. Con này thì bán là 1.000.000 nha anh em, 1.000.000 nha. Chim rất rất là đẹp anh em, hót sơ sơ hót la gai rồi nha anh em. Chim tại vì người ta nuôi nó bị mất lửa anh em, giờ đây em nuôi lại thì nó sung lại rồi đó, sung lại rồi về nhà anh em chăm thêm nha. Chim rất là đẹp, nó bị thiếu nắng lắm anh em. Đó, con này rất rất là đẹp anh em, nào chơi hót thì bắt ngày về là hết bài nha anh em. Rồi con này bán 1.000.000 nha anh em, con thang mùa nha anh em. Rất là đẹp luôn. Rồi ok anh em ha. Rồi ok anh em, đây chè đất con anh em. Chè đất con nha anh em. Nó 250 một con nha anh em, đồng giá ha. 250 một con. Anh em qua bắt con nào được, mấy con này thì đã biết ăn hết rồi mấy anh. Mấy con này thì biết ăn biết đồ hết rồi nha anh em. Biết mổ ăn hết rồi. Đó thì anh em nào mình không có thời gian đút thì mình bắt mấy con này ha. 250 một con thì anh em thấy nó rụng đuôi hết nha. Thì không phải gì hết á, tại vì trong cái lúc này con chim nó cũng bắt đầu đang thay lông em. Nó đang đổ từ bộ lông chuyền, đổ qua lông đen của nó nha anh em. Thì anh em cứ về nuôi nó thời gian đã ra lông lại thôi nha. Nó 250 một con đồng giá nha anh em. Rồi ok anh em ha, anh em còn cũng ít thôi. Ít con đầu mùa nha, còn cũng ít thôi nha anh em. Rồi đồng giá anh em ha, 250 một con nha. Rồi ok anh em, thì ngoài đây là 6 con thang. 6 con thang này thì nó ăn cám rồi nha anh em. Mà lông lá nó hơi xấu một xíu anh em. Chim nó ăn cám hết rồi, hót luôn rồi anh em, hót rất là nhiều luôn nha. Con số 92 này anh em, con này nè. Nó hót như cái máy luôn anh em. Anh em qua đây ngồi chơi xíu thấy nó hót. Hót đấu với con chè giấy bên đây nè anh em, hót đấu như cái máy luôn á. Thì cái con này là con chè giấy, anh chè qua anh thấy nó hót hai con này, hót đấu dữ quá anh bắt con này rồi anh em. Thì mai anh chốt đó thứ hai anh qua anh bắt cái mình. Đó, mấy cái con này là hót hết rồi nha anh em. Ăn cám rồi nha anh em, nó cũng ăn cám hết rồi, nó ăn cám sơ sơ hết trơn rồi em ăn. Đây đem lại quay cám cho anh em coi nè, nó ăn cám hết rồi nha anh em, đó ăn cám rồi hết rồi nha em ăn. Nó thì cái mấy cái con này em bán là 200 con luôn anh em, đồng giá mấy con trong kia luôn nha, 200 con luôn nha em ăn. Có điều là tụi nó lông lá hơi xấu hay sao cũng nói cho anh em biết cho rồi vậy ha, lông lá nó hơi xấu nha. Rồi ok anh em, 200.000 một con nha anh. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip của em ha. Thì chúc anh em có một ngày chủ nhật vui vẻ ha, nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình ha. Rồi, xin chào anh em ạ.